Đây, mình cho chị xem nhé. Ồ, dòng rất là nhỏ luôn các bạn. Khoảng tầm 25 cho 20 mA đi. Như vậy cục pin này nó có khả năng là chạy được cái mạch này và kích lên cho cái bóng đèn 9W này là được khoảng tầm hơn 1 tiếng. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái mạch điện tăng điện 12V lên 220V mà mình thấy trên mạng khá là tốt. Mạch này là của Trung Quốc thôi, thì mình mua về để test xem cái chất lượng như thế nào và có đúng như quảng cáo hay không. Đó, thì ở đây nó sẽ là sử dụng điện 12V và nó kích lên là 220V, có các chế độ để mình lựa chọn. Đấy. A với B là 220V 1 đến 15W, A với C là được 40W và A với D là được 35W. Như vậy mình sử dụng là cái A với C nhé, là 40W. Nếu mình nối vào cái AC 40W mà sử dụng cho cái đèn khoảng 90W thì đó, thì nó sẽ rất là tốt. Đây, mạch điện thế này các bạn, rất nhỏ gọn luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ đấu này và mình thắp cho cái đèn này. Bóng đèn là 9W này các bạn, 9W 220V đó, 6500K. Ok, mình đã hàn xong rồi, nối vào cái chuôi này. Đấy, A, lấy điểm A này và điểm C này. Còn mình không có lấy B, không có lấy D nhá, lấy A với C. Còn đây điện vào 12V trừ và cộng. Đây, mình sẽ test thử các bạn xem nhá. Đấu xong rồi, sử dụng cái cục pin này là pin của 12V. 12V 1,5A. Đấy. Tức là nếu mà chạy 1,5A thì nó sẽ sử dụng được 1 giờ là mới hết pin. Để tính xem cái này sao. Tốt luôn các bạn. Rồi mình sẽ đo xem cái dòng nó chịu được bao nhiêu ampe nhé. Thì khi mình đo cái dòng này, mình sẽ tính được ra được là cục pin này nó chạy được bao nhiêu tiếng. Đây, mình cho chị xem nhé. Dòng rất là nhỏ luôn các bạn. Khoảng tầm 25 cho 20 mA đi. Như vậy cục pin này nó có khả năng là chạy được cái mạch này và kích lên cho cái bóng đèn 9W này là được khoảng tầm hơn 1 tiếng. 1 tiếng đồng hồ luôn các bạn. Đấy. Như vậy là cái mạch này rất hiệu suất này. Đó, mình thấy nó tốt cho nên mình chia sẻ với các bạn nhé. Mạch này mình mua là 35.000 đồng, rất là rẻ. Đấy, thì các bạn có thể tìm lên mạng hoặc là nhấp vào cái phần mô tả, mình sẽ gửi cái link lên đó, các bạn cứ lên đó mà mua nhé. Rồi các bạn thấy video hay và hữu ích thì hãy chia sẻ cho người khác và nhớ like để ủng hộ mình nhé. Đồng thời bạn nào chưa đăng ký thì nhấn đăng ký để tiếp tục theo dõi những cái video mới của mình chia sẻ. Mình sẽ biết gì thì mình sẽ chia sẻ cho đó cái đó cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.